Xin chào các bạn, rất vui được chia sẻ với các bạn về những vấn đề trong tình yêu, hôn nhân và tâm sinh lý của đàn ông và phụ nữ trên kênh của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, đàn ông luôn tò mò về những bí mật của phụ nữ và ngược lại thì phụ nữ cũng vậy. Xét cho cùng thì hiểu sâu sắc được những bí mật của nhau để tìm cách hòa hợp là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì và vun đắp một mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Mình rất vui là đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các anh, các chị và các bạn bày tỏ tâm sự và trao đổi những thắc mắc. Rất tiếc là có những cái vấn đề ngoài khả năng và sự hiểu biết của mình nên mình không thể làm hài lòng tất cả các anh, các chị và các bạn. Rất mong nhận được sự thông cảm từ phía mọi người. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ về một chủ đề mà mình đã có một số lần chia sẻ trước đó về tâm sinh lý của phụ nữ lớn tuổi. Nói là lớn tuổi, nhưng thực ra chỉ từ 30 đến dưới 50 tuổi mà thôi. Có một người hỏi rằng, tôi năm nay 46 tuổi, vợ tôi thì 42. Nhưng thời gian gần đây vợ tôi đòi hỏi rất nhiều chuyện ấy làm tôi lo lắng. Có phải là cô ấy hồi xuân hay không? Và nếu không đáp ứng được thì cô ấy có ngoại tình hay không? Rõ ràng phụ nữ 42 tuổi thì không phải là độ tuổi hồi xuân đúng không ạ? Mà đó vẫn là giai đoạn rực rỡ của phụ nữ trong chuyện chăn gối. Trước hết, cần nói rõ tình trạng này không phải là trường hợp cá biệt mà là hiện tượng rất phổ biến. Nó là do quy luật phát triển tâm sinh lý của phụ nữ gây ra. Phụ nữ có 4 giai đoạn cực kỳ khao khát chuyện ấy. Giai đoạn thứ nhất là khi mới yêu, họ khao khát là vì tò mò. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mới cưới, họ khao khát vì họ hạnh phúc. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn sau 1 năm sau khi sinh con. Đây là giai đoạn mà có nhiều sự thay đổi trong cơ thể phụ nữ về hormone và cũng là lý do vì phụ nữ kiêng khem quá lâu. Và cuối cùng là giai đoạn sau tuổi 30 kéo dài đến 45 tuổi, thậm chí có người đến 50 tuổi. Sự phát triển giới tính của phụ nữ không cùng nhịp với nam giới và hơi muộn so với nam giới. Sự bài tiết hormone của nam giới đạt đỉnh trong độ tuổi từ 20 đến 25, trong khi chỉ số estrogen do phụ nữ tiết ra bắt đầu tăng tuyến tính sau 30 tuổi. Như vậy, có thể kết luận rằng trước 25 tuổi, đàn ông mạnh mẽ và ham muốn chuyện ấy hơn phụ nữ. Trong độ tuổi từ 25 đến 30, nam và nữ ngang nhau về sự khao khát. Và trong độ tuổi từ 30 đến 50, phụ nữ chắc chắn mạnh mẽ hơn nam giới. Trên thực tế, ở khoảng thời gian tốt nhất để nam nữ hòa hợp chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi 5 năm. Tức là từ 25 đến 30. Nó giải thích cho việc vài năm đầu của cuộc hôn nhân các cặp đôi thường rất hòa thuận và hợp nhau về chuyện ấy là vì điều này. Sau 30 tuổi, cuộc hôn nhân đã qua giai đoạn mặn nồng và đi vào tình trạng nhàm chán. Có nhiều mâu thuẫn hôn nhân xảy ra sau tuổi 30 và khả năng ly hôn của các cặp vợ chồng sau tuổi này tăng lên rất nhiều. Điều này liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của lứa đôi. Bởi vì càng lớn tuổi, đàn ông càng muốn giảm đi, còn phụ nữ thì ngược lại. Phụ nữ càng lớn tuổi, càng trưởng thành hơn về tâm lý và thể chất. Thái độ đối với đời sống vợ chồng cũng cởi mở và bộc trực hơn. Họ không còn e thẹn như là khi mới về nhà chồng. Họ cũng sẵn sàng chủ động và đòi hỏi. Phụ nữ tuổi 30 như con sói,
tuổi 40 như con hổ, tức là cái ham muốn về chuyện chăn gối rất là mạnh mẽ. Nó là tổng hợp của những nguyên nhân bên ngoài và bên trong. Bên trong là những thay đổi về nội tiết tố, còn bên ngoài thì là thay đổi về đời sống, công việc, sự nghiệp, danh vọng. Ví dụ như phụ nữ sau tuổi 30, đặc biệt là ở độ tuổi 35 trở đi, họ không còn vướng bận nhiều về chuyện con cái. Họ đã thoát ra khỏi cái gánh nặng về chăm bẵm con cái. Đây là cái thiên chức lớn nhất của họ, và họ rất thoải mái về mặt tâm lý. Hoặc là sự nghiệp cũng thế, người phụ nữ độ tuổi càng lớn thì danh vọng, sự nghiệp, một là có thể đã viên mãn, hai là họ cũng không còn tham vọng nhiều, nên họ cũng giảm được cái gánh nặng thứ hai. Do đó, phụ nữ sau tuổi 30 bắt đầu có xu hướng muốn được hưởng thụ, đặc biệt là giải phóng cái ham muốn của cơ thể về tình dục. Mặt khác, nam giới càng lớn tuổi thì hormone tiết ra càng ít, cộng với việc bận rộn với công việc, lười vận động nên thể trạng không được như trước nữa. Đây là áp lực kép của đàn ông khiến cho đàn ông bị choáng ngợp. Và còn nhiều lý do khác nữa dẫn đến cái việc nam giới giảm nhu cầu và không còn muốn gần gũi với phụ nữ hàng ngày nữa. Chẳng hạn là quan hệ ngày hôm nay thì 3 hay 4 ngày vẫn không có cảm giác thèm muốn. Một cái nguyên nhân cũng ảnh hưởng đến nhu cầu của đàn ông, đó là sự nhàm chán với người phụ nữ của mình. Đàn ông là những người thích cái mới, cái lạ. Có câu nói, một cái lạ bằng tạ cái quen, phải không ạ? Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông trở nên nhàm chán vì những cái điều quá quen thuộc. Và nếu không biết làm mới, thì nhu cầu của đàn ông theo đó mà giảm đi. Khi phụ nữ có nhu cầu cao, nhưng người đàn ông lại không có khả năng đáp ứng, thì phụ nữ dễ phát sinh những căn bệnh về tâm lý. Và một số người thì có những cái hành động như nhiều đàn ông lo lắng, đó là ngoại tình. Có một điều phải khẳng định, đó là những người phụ nữ có nhu cầu cao và sau tuổi 30-40 thì cơ thể họ rất đẹp, hay còn gọi là tràn đầy sức sống, và nó rất thu hút đối với những ông hàng xóm. Phụ nữ ăn càng no đủ về tình dục thì sẽ càng rực rỡ, càng xinh đẹp. Nó cũng giống như mảnh đất, càng được cày xới thì càng tơi xốp, càng phì nhiêu. Nhưng nếu nó bỏ không ấy, thì nó sẽ trở nên hoang hóa, khô cằn và bạc màu. Như vậy thì phụ nữ 42 tuổi ham muốn nhiều không có gì là lạ cả, mà nó đúng với đường cong sinh lý của họ. Còn cái băn khoăn là phụ nữ có ngoại tình hay không khi không đáp ứng thì với câu hỏi này mình cho rằng tất nhiên là có, nhưng không phải là ai cũng vậy. Nếu có những cái tác động bên ngoài thì phụ nữ cũng như đàn ông rất dễ sa ngã. Mình ví dụ là chồng mà không đáp ứng được, trong khi ông hàng xóm hay là đồng nghiệp to cao đẹp trai suốt ngày dòm ngó, tán tỉnh, gạ gẫm, thì ai dám đảm bảo là phụ nữ không vượt rào, đúng không ạ? Vậy thì đàn ông cần phải làm gì để giữ được sự cân bằng về nhu cầu sinh lý khi cả hai bước vào độ tuổi trung niên đấy ạ? Điều quan trọng thứ nhất là đàn ông không nên cố gắng đáp ứng phụ nữ khi sức khỏe không cho phép và nhu cầu thực sự không có. Nhưng một điều chắc chắn phải làm được, đó là duy trì nhịp độ sinh hoạt chăn gối vừa phải, thưa nhưng không được tắc nghẽn. Thứ hai là hãy yêu thương nửa kia của mình nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Đối với phụ nữ khi được yêu thương,
họ sẽ coi những cái nhu cầu ham muốn của bản thân là thứ yếu. Họ không quá cần thiết khi bản thân họ được yêu thương của người bạn đời. Cuối cùng là hãy cởi mở, chia sẻ thẳng thắn và tìm tòi những cái phương thức mới cho việc quan hệ chăn gối. Những cặp vợ chồng nên có một sự thấu hiểu và thống nhất cao về chuyện đó. Hãy giúp đỡ nhau để khắc phục những cái hạn chế trong quá trình quan hệ chăn gối. Bởi vì ai cũng biết rằng đối với hôn nhân thì tình dục là yếu tố không thể coi nhẹ nó được các bạn nhé. Các bạn thân mến, chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.